cũng lợi gợi cảm căng đầy sức sống với bộ váy ngà táo bạo và giày cao gót lên kênh. Nữ diễn viên Thu Cúc đi kiện lộng lẫy như nữ thần. Ở tuổi 53, cũng lợi vẫn trẻ đẹp đầy quyền lực với nhan sắc đậm chất Á Đông. Minh tinh phim Đèn lồng đỏ treo cao táo bạo lộ nội y, váy ngà cao bất tận. Cô thân mật ký tặng và chụp hình cùng người hâm mộ. Cũng lợi hiện vẫn là tên tuổi được mời làm giám khảo tại các liên quan phim uy tín danh giá trong và ngoài nước. Trước đó, Cũng lợi và chồng 71 tuổi tham dự liên quan phim Genie lần thứ 76, dự buổi công chiếu Saturday Fiction. Người đẹp là diễn viên chính của phim. Nữ diễn viên U60 liên tiếp ghi điểm với U thời trang thanh lịch, cổ điển. Nàng thơ một thời của đạo diễn Trương Nghệ Mưa quyến rũ bên sông nước Genie.